Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình PHP tại GenVN. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nội dung chính được hướng dẫn trong khóa học của chúng ta. Thì đầu tiên là khóa học của chúng ta có tổng cộng là 16 chương học. Và trong mỗi chương học có những bài học gì? Và trong mỗi bài học có những video gì? Thời lượng của video là bao nhiêu? Thì đều đã được hiển thị rất là chi tiết đối với mọi người rồi. Đầu tiên về kiến thức khi tham gia khóa học, thì khóa học được xây dựng từ cơ bản đến nâng cao. Do đó các bạn chưa có kiến thức gì về lập trình, các bạn vẫn có thể học được. Mọi người thấy ở những chương đầu tiên là chúng ta đi rất chi tiết từ những cái phần giới thiệu, rồi biến, toán tử, câu điều kiện, vòng lặp, nói chung tất cả những cái gì về cơ bản. Đến những cái chương kết thúc, đó là chúng ta sẽ hoàn thiện được một cái ứng dụng từ front-end đến back-end. Đó là một cái website về mua bán sách trực tuyến. Ngoài ra thì chúng ta được học thêm những cái chương mở rộng với kiến thức nâng cao, nó nằm ở những chương như là 12 cho đến chương 16. Và nếu mà mọi người muốn trải nghiệm thử khóa học thì cũng có rất là nhiều những video miễn phí được up sẵn ở YouTube, mọi người có thể click vào xem. Ví dụ như khi mọi người xem một cái bài học nào đó thì nó có video, mọi người thấy có chữ free, miễn phí, thì mọi người có thể click vào, mọi người xem trực tuyến luôn. Hoặc là ở phía dưới nó sẽ có một cái phần là khóa học miễn phí, mọi người cũng chỉ cần click vào đây thì nó sẽ chuyển qua cái khóa học miễn phí, thì mọi người cũng có thể theo dõi được. Ví dụ như khóa học miễn phí này, mọi người thấy là số lượng video của nó cũng hơn là 100 video. Và 100 video này nó được trích ra từ những chương đầu tiên của khóa học có phí. Và khóa học có phí của chúng ta, mọi người thấy số lượng video của nó rất là nhiều, nó trên khoảng là 400 video và thời lượng khoảng là 120 giờ. Bởi vì thực chất là khóa học của chúng ta đi từ cơ bản đến nâng cao, do đó số lượng video rất là nhiều và lượng kiến thức trong khóa học này cũng rất là nhiều để mọi người có thể học và trang bị kiến thức cho mọi người. Như vậy ở đây thì mình cũng sẽ để mọi người xem cái sản phẩm demo mà chúng ta thực hiện được khi mà chúng ta học xong khóa học này. Như vậy mình nói lại là khóa học này sẽ dành cho các bạn là chưa biết gì đến việc hướng dẫn các bạn hoàn thiện một cái trang bán sách trực tuyến. Thì lúc này mình cũng sẽ cho mọi người xem cái kết quả của chúng ta. Đây là cái phần admin, phần quản lý cái trang sách của chúng ta. Còn đây là cái trang chủ. Đây mình sẽ di chuyển ra ngoài trang home. Mọi người xem thì chúng ta cũng có những cái sản phẩm, đó là những quyển sách. Và ở đây thì chúng ta cũng có những cái danh mục, chúng ta cũng có giỏ hàng. Và khi vào một cái danh mục nào đó thì chúng ta cũng lấy được những cái sản phẩm trong cái danh mục này. Và phần URL thì chúng ta cũng được hướng dẫn viết làm sao cho nó thân thiện với người sử dụng. Ở đây có những cái quyển sách như là quyển sách đặc biệt, quyển sách khuyến mãi. Chúng ta cũng có cái chức năng là xem chi tiết một quyển sách, rồi tiến hành thêm cái quyển sách này vào trong giỏ hàng của chúng ta. Rồi trong giỏ hàng chúng ta cũng được hướng dẫn cách là tiến hành mua hàng. Và chúng ta cũng xem được những cái sản phẩm mà chúng ta đã mua hay là lịch sử mua hàng. Ví dụ như mình vô phần lịch sử mua hàng thì mọi người thấy đây là những cái đơn hàng mà chúng ta mua ở những cái thời gian trước. Và lúc này á, mặc dù á, cái phần giao diện của chúng ta nó không được hấp dẫn bởi vì lúc này là chúng ta tập trung vào phần xây dựng chức năng. Tuy nhiên nếu mà mọi người đã nắm được phần chức năng rồi, mọi người có thể nhúng một cái giao diện khác nó hấp dẫn hơn. Ví dụ như đây là một cái giao diện mà của một bạn học viên khác, bạn đó đã nhúng vào. Lúc này thì giao diện nó sẽ hiện đại hơn rất là nhiều. Và cái giao diện này nó cũng chạy trên và hoạt động trên những cái sụt code được hướng dẫn trong khóa học. Mọi người thấy là chúng ta cũng có thông tin quyển sách, có danh mục của những quyển sách, có thể vào một cái danh mục nào đó, cũng có thể mua hàng luôn. Đây mọi người thấy, khi mà mọi người đã hiểu cái chức năng và hiểu cách xây dựng rồi, thì tùy thuộc vào mọi người muốn xây dựng loại website nào, mọi người sẽ tìm cái giao diện cho nó phù hợp, cho nó hiện đại. Sau đó chúng ta sử dụng kiến thức trong khóa học để chúng ta tích hợp vào mà thôi. Ở đây thì cũng có trang admin. Ví dụ như đây, cái giao diện cũ của chúng ta, người thấy vẫn có quản lý sách, có quản lý category, rồi quản lý nhóm người dùng, rồi quản lý người dùng, có rất là nhiều tính năng. Và khi mà các bạn tích hợp qua giao diện mới thì các bạn cũng có quản lý nhóm, quản lý người dùng, quản lý category, rồi quản lý book. Đây, khi mà chúng ta hiểu rồi chúng ta tích hợp vào rất là đơn giản. Như vậy mục tiêu của khóa học của chúng ta là hướng dẫn mọi người từ chưa biết gì về lập trình để có thể xây dựng được một cái website như thế này. Và ở đây thì chúng ta tập trung vào việc là xây dựng chức năng. Do đó những bạn nào chưa nắm rõ về cái phần giao diện,
Và muốn mạnh thêm cái phần giao diện thì chúng ta phải trang bị thêm kiến thức về HTML, về CSS, về JavaScript. Và nếu mà chúng ta nắm vững HTML, CSS, JavaScript, SQL kết hợp thêm cái kiến thức lập trình PHP nữa thì mọi người sẽ làm ra những cái ứng dụng nó hiện đại và nó tốt hơn. Như vậy thì ở đây mình quay lại. Đây là cái phần source code mà chúng ta sẽ được xây dựng trong khóa học. Và phần source code này chúng ta xây dựng từ đầu, có nghĩa rằng chúng ta không có gì trong tay hết. Ở mỗi chương học thì chúng ta sẽ được hướng dẫn một loại kiến thức nào đó, và cứ trải qua từng chương học, từng bài học đến những cái chương xây dựng về project thì chúng ta sẽ được tạo ra một cái folder source code nó đầy đủ như thế này. Và ở folder source code này chúng ta cũng sẽ áp dụng những cái kiến thức như là lập trình hướng đối tượng OOP, cách xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC, chúng ta sẽ tích hợp vào trong project này. Để khi mà các bạn đã hiểu được cái project này rồi thì sau này các bạn có chuyển qua các bạn học những cái framework như là Codeinator hay là Zen Framework hay là Fancom hay là Laravel thì các bạn vẫn có thể học được. Bởi vì chúng ta đã hiểu rõ được cái quy trình xây dựng một ứng dụng theo mô hình MVC là như thế nào rồi. Đây mình quay lại dàn bài để chúng ta có thể theo dõi ha. Phần dàn bài thì rõ ràng mọi người thấy đây chúng ta sẽ có cái chương, có chương 10 tự xây dựng một cái mô hình PHP Framework. Thì lúc này sẽ có mô hình là một module, một template, và chúng ta có cái mô hình là nhiều module, nhiều template. Và khi mọi người nắm vững kiến thức chương 10, chương 11 thì việc mà mọi người tìm hiểu, nghiên cứu những cái framework khác nó cũng sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta đã xem qua được những cái phần như là source code của khóa học, như là phần những cái sản phẩm demo chúng ta được xây dựng trong khóa học này. Thì khi mọi người đăng ký khóa học, mọi người sẽ được cấp một cái tài khoản. Thì trong cái tài khoản đó, mọi người sẽ xem đầy đủ những cái video của khóa học. Ví dụ như mình có cái tài khoản và mình truy cập vào trong khóa học lập trình PHP thì rõ ràng mình cũng truy cập được vào từng chương học. Mỗi chương học có những cái bài học gì mình cũng vào được. Và mỗi bài học có tài liệu là gì, mã nguồn đính kèm là gì và video là gì, mình có thể click vào, mình xem được hết. Đây mọi người thấy nè, có bao nhiêu chương học ở phía ngoài thì ở bên trong phần dành cho học viên mọi người vẫn được xem đầy đủ mà thôi. Ngoài ra nếu mà mọi người muốn tham khảo thêm những cái phần nhận xét khóa học của các bạn học viên khác thì mọi người thấy là nó sẽ nằm ở phía ngoài trang chủ của chúng ta. Nó nằm ở phần là cảm nhận của học viên. Đây là phần cảm nhận mà GenVen trích từ những bạn học viên đã học xong khóa học, các bạn đưa ra phần cảm nhận. Và đây là 100% những cái nội dung này đều là những cảm nhận thật hết. Những nội dung này thì chính là những cái phần cảm nhận ở đây. Đây mọi người thấy, đây là danh sách những bạn học viên trước họ đã đánh giá khóa học. Và những phần đánh giá này GenVen cũng show ra ở phía ngoài trang chủ để cho các bạn trước khi tham gia vào khóa học, các bạn xem video demo, các bạn hiểu các khóa học hướng dẫn cái gì rồi, và các bạn có thêm những cái phần nhận xét khóa học, cảm nhận của những bạn học viên khác trước khi các bạn tham gia vào trong khóa học này. Như vậy đây là một số thông tin mình đưa ra để mọi người có thể nắm về khóa học lập trình PHP tại GenVen. Và nếu mà bạn nào muốn học khóa online thì có thể đăng ký khóa này. Hoặc là nếu bạn nào muốn học khóa 1+1 có sự tương tác kèm cặp nhận xét code của giảng viên thì các bạn có thể đăng ký khóa 1+1. Còn các bạn nếu mà ở Hồ Chí Minh thì các bạn có thể tham gia khóa học offline tại Hồ Chí Minh. Hoặc là các bạn không ở Hồ Chí Minh, các bạn vẫn có thể tham gia khóa offline vẫn được theo hình thức là học từ xa. Như vậy đó là một số thông tin mình giới thiệu với mọi người về khóa học này, và hy vọng là sẽ sớm được gặp mọi người trong khóa học chính thức của chúng ta.